Hên quá, mới đem được ba cái kiếm legendary đúng là may mắn đi hả? Sợ lồn, kiếm với con cặc. Đủ mẹ nói kiếm ai với con cặc. Được chiêu, chém tung vú. Đủ má vú silicon cũng bị chém nữa. Nhớ subscribe cho channel của anh Crazy lên, không mới tao sẽ chém tung vú tụi mày. Ok các bạn, trước khi bắt đầu video thì đây chính là lưu ý cho các bạn nào muốn tìm ba cái cây kiếm legendary, là đầu tiên các bạn phải level 850 các bạn. Nhắc lại là level 850. Và sau đó các bạn phải làm hoàn thành nhiệm vụ của thanh niên thánh cuồng Bartolomeo này các bạn. Bartolomeo này, rồi sau đó các bạn sẽ, rồi khi các bạn không phải level 850 đó, các bạn nói chuyện với nó sẽ như thế này nè các bạn. Đó, các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nếu như các bạn không phải level 850, bạn nói chuyện thằng khứa này thì nó sẽ chửi bạn thế này. Và sau đó thì các bạn phải có 2 triệu Belly các bạn. Các bạn không có 2 triệu Belly thì các bạn sẽ không mua được cái món vũ khí đâu. Các bạn có thể chuẩn bị khoảng 2 triệu 1 hoặc cái gì đó để cho nó dư tiền xíu các bạn. Thì các bạn phải chuẩn bị 2 triệu Belly level 850 và làm xong cái nhiệm vụ của thằng Battle bla gì của thằng Bartolomeo này trước, các bạn hiểu không? Bartolomeo. Ok, thấy cái thằng khứa này trong phim nó tên là Bartolomeo mà sao trên đây nó ghi là Bartolo vậy kệ mẹ đi. Thì đó là ba cái lưu ý quan trọng ở khi mà các bạn muốn đi tìm cái vũ khí legend các bạn. Ok thì giờ tiếp tục nào. Hai, xin chào các bạn, mình là Crazy Land đây. Các bạn có thấy mình giới thiệu như một người chơi, một youtuber wannabe trong Roblox thật thụ cho các bạn. Ok thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy ba cái món vũ khí legendary trong Blockbit, đó là Sadi, Wando và Shisui. Mình sẽ để ba cái hình ảnh của ba cái món vũ khí đó ở xung quanh đây. Thì đầu tiên các bạn phải lên level 850 các bạn, thì đây ạc nghe mình, đây là ạc nghe mình các bạn, Hungamin 11 ạc thằng em ruột của mình. Thì nó mới 727 à nên cũng chưa có kiếm được. Thì đầu tiên các bạn phải lên level 850 trước và sau đó làm nhiệm vụ của thánh cuồng Bartolomeo các bạn, của thanh niên cuồng Luffy nè, Bartolomeo. Rồi sau đó các bạn lại nói chuyện với thanh niên chủ tiệm nè các bạn. Thì ở đây các bạn chưa lên được level 850 thì nó sẽ hiện lên thế này. Oh, are you new to this island? Kiểu như nó là mẹ mày có phải là thằng núp không, chưa đủ level mà dám sủa với bố mày à. Thì các bạn phải đợi từ 10 đến 15 phút sau đó nói chuyện với thằng này. Lúc các bạn mới vô server thì nó sẽ nói là các bạn đến đây quá sớm các bạn. Thì sau đó các bạn phải đợi 10 15 phút sau đó nói là chuyện nó lại một lần nữa. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng gọi là day will, mình sẽ để cái đó đây là day will run to liquid đó. Mà rồi sau đó thì các bạn phải đợi từ 5 tới 6 tiếng nữa thì mấy cái thằng seller, mấy thằng bán vũ khí nó sẽ đến ha. Thì khi đợi xong 5 đến 6 tiếng các bạn click vô thằng này lần nữa thì nó sẽ nói là cái người đàn ông nó đã hẹn gặp cái người bán vũ khí đó trong ngày hôm nay các bạn. Thì bây giờ các bạn phải đợi 1 tiếng rưỡi nữa các bạn, 1 tiếng rưỡi hoặc là 1 tiếng 15 phút nữa. Và các bạn sẽ nói chuyện với thằng này lại thêm một lần nữa. Đây là cái phần quan trọng nhất nha các bạn. Bạn phải đứng trước mặt cái thằng khứa này và đợi nó, và sau đó bạn phải click vô nó và thằng khứa này nó sẽ nói với bạn là thằng khứa bán vũ khí chuẩn bị đến các bạn. Bạn vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với thằng khứa này cho tới khi nào nó nói là thằng bán vũ khí chuẩn bị đến á. Và bây giờ các bạn đã chuẩn bị có được món vũ khí legend đó rồi, các bạn chỉ cần đợi khoảng 20 đến 30 phút nữa thôi. Và sau khi các bạn, sau khi nó nói là người bán vũ khí đó đã ở đây thì các bạn sẽ có 5 phút để chép hết nguyên cái map này và tìm cái thằng đó, tìm cái thằng bán vũ khí đó. Sau khi nó nói là thằng bán vũ khí ở đây thì các bạn phải đi tìm hết tất cả cái map này để kiếm thằng bán vũ khí. Thì những thằng bán vũ khí nó sẽ spam ở một cái chỗ nhất định nào đó, thì ở video sau mình sẽ nói cho các bạn xem ha. Video sau mình sẽ chỉ cái chỗ đó cho bạn coi, tại vì bây giờ thì mình đi chỉ nữa thì không có tiện đâu bạn, tại vì video nó sẽ rất là dài ha. Mình sẽ chỉ nó trong một cái video riêng. Và các bạn phải lưu ý nha, thằng bán vũ khí nó chỉ xuất hiện trong vòng 5 phút thôi, 5 phút sau nó sẽ biến mất, nên các bạn phải tranh thủ đi kiếm nó thật là nhanh nha các bạn. Các bạn nên sử dụng trái Pika các bạn, tại vì trái Pika thì nó sẽ bay rất là nhanh. Thì cái thằng bán vũ khí đó nó sẽ bán cho bạn một trong ba món vũ khí với giá là 2 triệu Belly
nên các bạn phải chuẩn bị 2 triệu Bele trước khi gặp nó nha các bạn, mất công thời tốn thời gian đó. Nhưng mà các bạn lưu ý cái vấn đề là các bạn nó vào server thường thì sẽ kiếm nó rất là dễ các bạn. Tại vì server thường á thì server thường thì nó sẽ để mình lưu ý trong một cái khoảng khắc. Ok thì nói chung thì video này là kết thúc, nếu bạn như bạn thích video này nhớ được like, share, subscribe channel của mình ha. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.